Thưa quý vị, phát triển các sản phẩm quà tặng gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp mà Đà Nẵng chú trọng thời gian qua để thúc đẩy du lịch địa phương. Trong đó, mô hình chợ điểm du lịch kết hợp quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP do Sở Công Thương thành phố triển khai mới đây không chỉ góp phần đưa các sản phẩm này đến gần hơn với người dân và du khách mà còn tạo thêm điểm nhấn trong không gian du lịch chung của Đà Nẵng. Đà Nẵng hiện có 63 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó có 21 sản phẩm 4 sao và 42 sản phẩm 3 sao. Tìm kiếm đầu ra kết hợp liên kết chuỗi từ lâu luôn là bài toán của các chủ thể OCOP trong quá trình phát triển thương hiệu. Vì vậy, với việc đưa các cụm gian hàng OCOP vào hoạt động tại các điểm du lịch, đã có phần đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá, giới thiệu để người dân và khách du lịch biết đến sản phẩm OCOP tiêu biểu của Đà Nẵng, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là tại các hệ thống chợ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan mua sắm. Với doanh nghiệp mà có các sản phẩm OCOP được trưng bày ở đây thì mình thấy cái cơ hội để mà cho khách hàng tiếp cận cái sản phẩm nó rất là tốt. Tất cả các OCOP của Đà Nẵng ở đây đều có một cái cơ hội rất tuyệt vời bởi vì khách rất là đông. Sản phẩm này mua rất yên tâm bởi vì nó sạch sẽ mà nó khang trang, là cô rất thích. Chắc cô cũng nói với bạn bè tôi là đáng ủng hộ nhiều. Hiện Sở Công Thương thành phố mới chỉ đưa vào thí điểm thực hiện 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại chợ đêm Sơn Trà và khu vực ẩm thực cổng Bạch Đằng chợ hàng với hơn 350 mặt hàng của 58 chủ thể doanh nghiệp. Các sản phẩm đa dạng từ thủ công mỹ nghệ, hóa dược phẩm thiên nhiên cho đến thực phẩm chế biến. Qua kết nối và hỗ trợ của các đơn vị quản lý chợ, các mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều doanh nghiệp tham gia hơn trong thời gian tới. Thực hiện đề án của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng mạng lưới phát triển nữ doanh nhân, nữ khởi nghiệp và nữ tiểu thương thì sẽ kinh doanh thêm các mặt hàng của câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp và nữ doanh nhân. Thì trong 4 chợ công ty quản lý thì chợ hàng là được du khách trong nước và quốc tế quan tâm rất là nhiều. Thì cục đó là một cơ hội cho các sản phẩm đặc trưng của mình có thể đến gần với người tiêu dùng trong nước và quốc tế một cách nhanh chóng nhất. Trong thời gian đến, Sở Công Thương thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP, tiếp tục xây dựng và nâng cấp, cải tạo thêm các chợ điểm phục vụ du lịch, kết hợp bày bán sản phẩm OCOP, từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết trong cung cầu trên thị trường. Sở Công Thương cùng với các sở ban ngành địa phương sẽ đẩy mạnh một số hoạt động. Thứ nhất là sẽ đưa cái hình ảnh của các sản phẩm OCOP lên hệ thống đèn LED tại chợ Cồn, chợ Hàn, rồi sân bay, rồi đưa lên các cái phương tiện thông tin đại chúng, các trang web. Cái thứ hai là tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại của thành phố, hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động kết nối giao thương. Có thể thấy Đà Nẵng đang dần tận dụng, khai thác được những lợi thế từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm, bắt đầu với việc kết hợp OCOP vào chuỗi giá trị của ngành du lịch. Với sự nỗ lực của các ngành địa phương và các chủ thể doanh nghiệp, kỳ vọng sản phẩm OCOP Đà Nẵng sẽ ngày một vươn xa hơn, tạo được dấu ấn không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.